Sáng ngày 29 tháng 4, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Tường tổ chức giải bóng bàn cầu lông chào mừng 47 năm ngày giải phóng miền Nam ngày 30 tháng 4, 136 năm ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, hướng tới kỷ niệm 200 năm phủ Vĩnh Tường 1822 đến 2022. Tới dự và động viên giải có đồng chí Đàm Hữu Khanh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Bùi Quang Đạo, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, trưởng Ban tổ chức huyện ủy, đồng chí Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy đồng chí Lê Chí Thái, huyện ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban tổ chức giải, lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện và hơn 60 vận động viên đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Giải lần này thi đấu ở nội dung cầu lông và bóng bàn, tùy theo số lượng vận động viên đăng ký, ban tổ chức chia bảng hoặc thi đấu loại trực tiếp cho cả hai nội dung, chọn các đội nhất mỗi bảng vào bán kết. Mặc dù là giải phong trào, song các vận động viên đã thi đấu hết mình, công hiến cho khán giả những trận đấu có chất lượng với nhiều pha bóng hay, đường cầu đẹp, được khán giả cổ vũ nhiệt tình với sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cổ động viên cùng tinh thần thi đấu đoàn kết trung thực cao thượng các vận động viên đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hay trận đấu hấp dẫn tạo không khí vui tươi phấn khởi kết thúc giải ban tổ chức đã trao các giải nhất nhì ba đối với mỗi nội dung thi đấu giải thể thao chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền nam ngày 30 tháng 4, 136 năm ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, hướng tới kỷ niệm 200 năm phủ vĩnh tường 1822 đến 2022 đã tạo được sân chơi bổ ích và mối quan hệ gắn bó, đoàn kết giữa các vận động viên không chuyên và trở thành một hoạt động nổi bật trong phong trào rèn luyện thân thể, đồng thời thúc đẩy tinh thần làm việc để cùng nhau quyết tâm thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan. Đơn vị năm 2022